trải qua các triều đại từ thời các vua Hùng đến triều Đinh Lê Lý Trần Nguyễn cho đến ngày nay, các bậc quân vương, các vị lãnh tụ của đất nước đã có nhiều công lao to lớn trong công cuộc lãnh đạo nhân dân lập nước, mở cõi, xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, dân tộc Việt Nam ngày nay có được một dải non sông gấm vóc tươi đẹp trải liền một dải từ ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mau. Hôm nay, các tân tú tài của trường quốc tế Á Châu tiến lập lễ này để thành kính tưởng nhớ và tri ân các bậc quân vương suốt chiều dài lịch sử, các vị lãnh tụ qua các thời kỳ đã có công lớn trong sự nghiệp dựng nước, mở cõi và giữ nước suốt hơn 4.000 năm lịch sử, đắp xây văn hóa ngàn đời.